Welcome tất cả anh em trở lại kênh DHVG của mình hôm nay. Lại tiếp tục với game mới Epic Magician Evil. Mình sẽ hướng dẫn anh em đánh boss Mavis. Cái này chắc đa số anh em lúc đầu vào sẽ xài team chính như mình. Ngày hôm qua mình xài luôn team chính đánh. Chỉ được có hơn 100 vé nữa, chán luôn em ơi. Đánh boss Mavis này thì nó chỉ tính số lần anh em chạm boss thôi. Về phần này anh em chuyển vào đọc kỹ năng tướng ra. Nó sẽ có ghi kỹ năng đánh bao nhiêu lần và tất sát đánh bao nhiêu lần. Và trong shop này anh em nhớ, nếu mà chưa có ul thì anh em đổi ul cho mình. Đây tại mình chỉ có 104 mảnh thôi, giờ mà đổi là sẽ được ul. Hơi tiếc mày, lúc đầu mình tính là đổi ul rồi mình làm video đánh một phát tầm 700-800 điểm cho em xem nó phê như thế nào. Hơi tiếc em ơi. Tiếp đến thì anh em chú ý thêm cho mình về thần khí. Đây mình vừa tháo thần khí tai nghe ra, mình đeo cho Lasso. Đây Lasso này, còn với con phẩm AS đâu nhỉ? Đây, con mạc này, à không phải, mình đeo cho con Eza, đúng rồi. Eza đánh thường 4 lần cơ. Đây đánh thường 4 lần, kỹ năng 5 lần, tổng cộng là 9 lần. Còn con mạc này đánh thường chỉ có 3 lần thôi, nhưng mà kỹ năng nó 7 lần em ơi. Nếu mà anh em có nhiều tướng đánh thường nhiều lần thì anh em cho con mạc lại SP. Nói chung khi đến sự kiện anh em mở chưa biết chơi tướng gì thì anh em soi kỹ năng cho mình, đánh thường cộng với tất sát. À quên, anh em mở xem qua bio ấy chắc là không cần soi mấy con tướng AS đâu, chỉ cần chú ý mấy con tướng SS mới thôi. Đây anh em chú ý cho mình, hiện tại thì mình đã liệt kê ra 5 tướng đêm chính. Đầu tiên ngon nhất là Lasso 2S, đánh thường 7, ulti 9. Tiếp đến là Ul, đánh thường 4, ulti 9. Đây tiếp đến là Mạc này, đánh thường 3, ulti 7. Tiếp là Eza phẩm S, đánh thường 4, ulti 5. Và cuối cùng là Sting, đánh thường 5, ulti 7. Nếu mà có 5 con này thì anh em cho con mạc SP. Còn lại anh em lên team chính, xài full thần khí tai nghe. Còn tướng SP anh em chú ý, đầu tiên là Midogan 8 này, thứ hai là Ezigo Ulti 8, Mercedes, cái con tóc hồng phẩm A, kỹ năng 7 này. Đây và kỹ năng 7 lứa Makazo, Ezra 2S, Gray và Zela. Đấy về phần tướng anh em chú ý cho mình. Không biết tướng 2S có tướng nào mà kỹ năng nhiều hơn 7, hay là cả anh thường kỹ năng nó ngon hơn con Eza cộng với Sting không? Về tướng SP chắc đa số anh em sẽ có. Nhưng mà nếu anh em không có SP, ý mình là mấy bạn mới chơi, mấy con S ngon anh em cho làm phôi hết. Tiền chuyến mình sẽ soi qua cho anh em ngày 8. Về kỹ năng này chắc mình sẽ làm video riêng. Đầu tiên là đăng nhập 7 ngày cộng với giảm giá. Để đăng nhập anh em được quà này. Nhưng mà riêng về giảm giá mình thấy hơi phèm ấy. Đây, một chìa khóa cũng bán này, một vé cũng bán này, rất là chán luôn. Đáng nhẽ game này quà nó phải cho nhiều hơn thì nó hợp lý. Tiếp đến là sự kiện là tiêu kim cương. Bốc cuối là 30k. Đây xem nhá. 10, 20, 50, 75, 95. Anh em làm xong mốc là sẽ được 1 lasso. Tính ra game này free lasso rất nhiều luôn. Nên mình thấy anh em cày thiết kế lên max lasso, về sau anh em thay cho lasso là ok. Đấy tích lạp này, mình nhớ nó chỉ có thêm một cái nữa thôi, là bên sự kiện, đúng rồi. Mà sự kiện nó là cái cú em ơi. Đây huấn luyện Hỏa Long là cái anh em tiêu phiếu. Tuần đầu anh em nhớ tích phiếu, làm sao ấy, đến tuần 2 anh em làm xong mốc 5k. 5k anh em sẽ được thêm 10 đá ánh sáng cộng với 5 vé quay. Cũng được em ơi. Còn là về map thì mình đã qua 16.60. Đây hiện tại mình đang 17 này. 16.60 ấy, rất là căng em ơi. Ái này ấy, đầu tiên là 4 con tướng phản đêm và bốt là con Suza phản đêm lốt.
Thì cái chân hình mình xài đánh bốt em ơi. À không không. Đây như này cơ. Đây. Chân hình mình xài đánh bốt đây. Full tướng búp. Đi map này nếu anh em mà có lúc CIS vào búp vô địch rồi cho lát sức đêm là ngon. Và anh em chú ý thêm cho mình Zuya. Anh em cố gắng lên Zuya cao cao một tí. Búp máu tầm 100k đến 150k. Làm sao búp cái này luôn. Ở trên nhóm thì có bạn là cho Lazarus lên trợ chiến. Rồi anh em chơi full team tank cộng với búp hành động. Để cho Lazarus đêm. Đợi khi họ rảnh mình sẽ test thử như thế xem như nào. Và anh em chú ý thêm cho mình HDS. Nếu anh em mà xài trận như mình, cố gắng cho HDS châu châu vào. Anh em mở dương một thì sẽ có tỷ lệ ra HDS cộng với Mavis. Có cả Luxy. Nếu lúc đầu mình thấy anh em mở dương thì mở cho mình dương một. Đây HDS mình 102k em ơi, 102k. Đây mình đang thiếu hai tướng để lên 4 địa 9. Đây cuối video mình sẽ đánh thử cho anh em xem. Với tiêu tí là không có con ul. Đây Lasu không có con hỗ trợ ngon anh em cho nó solo luôn. Lên luôn em ơi. Đấy video là anh em chú ý cho mình về đánh bot. Ok mình xin kết thúc video đây. Hẹn anh em ở các video sau. Bye bye anh em. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on
push till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go through the wastelands, through the highways. Shadow turns to sun rays, and on we'll